tụi mình sẽ mãi mãi là bạn thân nha. Shadow ơi, lúc nào tụi mình cũng được học chung lớp, thích quá đi. Cái này không phải là ngẫu nhiên đâu nha, mà là định mệnh, là số phận đó. Nè các em, chúng ta đã tới giờ học rồi đó, các em có thể về chỗ ngồi được không? Dạ thưa cô. Người bạn mới mà cũ. Chào cả lớp, các em khỏe không? Dạ chào cô, chúng em rất khỏe. Cô rất vui khi lại được làm giáo viên của các em cho năm học này. Các em hãy cùng cô học tập và vui chơi cho thiệt là ngoan nha, có được không? Dạ được. Rồi, để bắt đầu buổi học hôm nay, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi mới nha. Thay vì ngồi mãi với một người bạn cố định như trước đây, năm nay cô sẽ sắp xếp lại để các em có thể ngồi với các bạn khác trong lớp nữa. Dạ. Rồi rồi, các em yên lặng nào. Cô muốn năm học này các em sẽ có thêm cơ hội làm quen và hiểu rõ nhiều bạn trong lớp hơn nữa. Bây giờ những bạn có số thứ tự lẻ sẽ lần lượt lên đây và bốc thăm. Các em sẽ thấy tên của các bạn sẽ ngồi chung với mình trong học kỳ này. Shadow à, bạn đừng lo Minji à. Bạn có nhớ hôm qua tụi mình đã xì hơi cùng một lúc không? Số phận đã quyết định chúng ta là đồng đội rồi, cho nên ngoài mình ra không ai có thể bốc trúng tên của bạn được đâu. Cái gì vậy nè? Dạ thưa cô, như vậy thật không công bằng. Tại sao chỉ có số lẻ mới được bốc thăm chứ? Tại sao số chẵn không được bốc thăm vậy con? Chúng ta có đôi bạn đầu tiên. Các em hãy ngồi bằng thứ tư ở dãy trong cùng nha. Nè, tại sao bạn lại kéo bạn lại gần quá vậy? Tại vì mình múa ba lê cho nên như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mình thì thấy không thoải mái. Không phải kéo bạn gần hơn thì bạn có thể dễ dàng nằm xuống ngủ hơn hả? Bạn đúng là... Leon Hui, cho Jadu. Hình như là sai rồi thì phải. Nè, sao bạn lại lấy cục cơm của mình như vậy? Mình tưởng đây là cục cơm của mình. Cái này mình chỉ mới mua sáng nay thôi biết không? Bạn bè thì phải chia sẻ với nhau chứ, sao bạn ích kỷ quá vậy? Cái gì? Bạn không phải là bạn của mình. Bạn mới nói gì chứ? Bạn đang làm cái gì mà có vẻ phức tạp quá vậy? Mùi mồ hôi không à. Cái mùi này làm mình khó chịu quá. Mấy cái cây kim này nhọn quá ta. Không lẽ bạn muốn lấy mấy cái này để đâm mình hả? Bạn đang nghĩ cái gì vậy? Mình chỉ thấy bạn hôi quá thôi. Mình nghĩ bây giờ bạn nên đi tắm và thay đồ mới đi. Cái gì? Mình mà hôi sao? Được thôi, mình sẽ lấy cái này để lau. Đã quá. Thấm mồ hôi tốt ghê ha. Bạn thiệt quá đáng. Bạn có biết bạn đang làm cái gì hay không vậy? Sao vậy? Bộ cái này mắc tiền lắm hay sao? Hèn gì xài tốt ghê. Nếu đã như vậy thì xong rồi trả cho bạn nè. Trời, mặn quá. Ủa? Chadu nè, bạn thật sự không sao chứ? Chadu ơi, ngày hôm nay mình có cảm giác như dài một năm vậy. Bao lâu nữa thì học kỳ này mới kết thúc đây? 300 năm nữa hả? Shadow à,
Bạn đừng có như vậy mà. Sao bạn không nhân cơ hội này để tìm hiểu và thử kết bạn với anh Huy xem sao? Cái gì chứ? Tại sao bạn có thể nói như vậy với mình được? Bạn có biết là bạn ấy là người như thế nào không? Mình biết chứ. Bạn ấy khá là lạnh lùng và tính cách không được hợp với bạn lắm. Đừng có nói như kiểu bạn ấy là người tốt đi. Bạn ấy lúc nào cũng cho rằng mình là đúng hết, còn ích kỷ nữa chứ. Kế hoạch năm nay của nhà trường sẽ rất là thú vị. Các em và bạn cùng bàn của mình hãy trồng thật nhiều hoa và cùng nhắc nhở nhau thường xuyên chăm sóc chúng nha. Yeah! Yêu cầu này đối với mình thiệt là tàn nhẫn. Nè, Lý Anh thôi, tại sao bạn chỉ ngồi đó thôi? Mau qua đây phụ tụi mình đi. Xin lỗi nha, nhưng mình không làm được đâu. Mình bị dị ứng với ánh sáng mặt trời nên chỉ có thể đứng ở trong bóng râm mà thôi. Nè, bạn không nghe cô nói là bạn cùng bạn phải giúp đỡ lẫn nhau sao? Vậy thì bạn đào đất đi, còn mình sẽ trồng cây cho. Không thể tin đó là bạn cùng bạn với mình. Ủa, có một con sâu bự quá nè. À mà khoan đã, mình có ý tưởng rất hay. Hey, không phải đường này. Đúng rồi, đi thẳng đường đó đi. Anh Huy à, em không sao chứ? Dạ. Cô ơi cô, bạn Anh Huy đã khỏe lại chưa cô? Nè, bạn nói đi cha đâu, có phải bạn cố tình không? Cái gì? Mình biết chắc là bạn mà, bạn cố tình làm vậy đúng không? Đủ rồi, chính bạn tự té kia mà. Bạn là đồ nói dối. Sao bạn dám chứ? Được rồi, bây giờ hai em sẽ phải viết cho nhau một bức thư. Các em sẽ viết ra hết những điều tốt đẹp mà các em thấy được ở người bạn của mình. À, nhưng cô ơi, tờ giấy này lớn quá, em viết không hết được đâu. Cô chỉ cần cho em một tờ giấy ghi chú là đủ rồi. Em không cần phải hoàn thành nó ngay bây giờ đâu. Cô sẽ cho các em thời hạn là một tháng. Nếu qua một tháng mà các em không thể viết được gì về bạn của mình thì lúc đó cô sẽ đổi chỗ cho các em. Hả? Có thiệt không hả cô? Nhưng mà trong một tháng này các em vẫn nên thử tìm điểm tốt của bạn mình nha. Dạ. Bức thư của bạn đã viết đến đâu rồi vậy hả Chadu? Hả? Bức thư sao? Nói bạn nghe nha. Vì bạn luôn đối xử tốt với mọi người nên trong mắt bạn ai cũng tốt hết đó. Nhưng còn mình sẽ không bỏ qua cơ hội để đổi chỗ đâu. Mình chỉ cần chịu đựng thêm mấy ngày nữa thôi. Nhưng mình nghĩ là nếu như bạn ấy có điểm tốt thì bạn vẫn nên viết về nó chứ. Cái đó thì mình biết. Nhưng vấn đề là mình không thấy bạn ấy có bất kỳ điểm tốt nào hết. Anh Huy à, bạn đợi mình có lâu không? Wow, công nhận bạn giỏi quá đi. Đồ của bạn làm nhìn thiệt là đẹp. Không đâu, bạn khéo tay hơn mình mà. Của bạn làm mới đẹp á. Yeah, thiệt tình, ghét mà gặp hoài. Minji à, mình đi chỗ khác chơi đi. Anh Huy, con định gửi nón len nữa hả? Ủa? Lần này con còn làm nhiều hơn lần trước luôn. Dạ con chờ chú. Con chỉ làm được có 2 cái thôi, trong khi anh Huy làm được tới 6 cái lận. Cầm đi, cái này là của hai đứa. Phía bên Châu Phi gửi thư cảm ơn vì những món quà của các con. Vậy, thư cảm ơn từ Châu Phi. Thật tuyệt vời. Hình như anh Huy làm những cái này là để gửi cho chương trình giải cứu trẻ em đó. Hả? Giải cứu trẻ em là cái gì? Cha Đu à, bạn chưa từng nghe qua hả? Có một chương trình được gọi là giải cứu trẻ em. Bạn sẽ làm những cái nón len gửi sang Châu Phi để giúp đỡ những em bé sơ sinh ở bên đó. Mình thấy chuyện này cứ vô lý làm sao đó. Tại sao lại gửi nón len tới một đất nước nóng như Châu Phi chứ?
À, chuyện đó hả? Ở châu Phi nhiệt độ giữa ngày và đêm thường thay đổi rất nhanh và đột ngột, nên nhiều em bé sơ sinh không thể chịu được và có thể mất mạng. Những cái nón len này có thể giúp các em ấy tránh khỏi tình trạng đó. Mình cũng muốn làm thử lắm, nhưng mình không giỏi đan móc nên không làm được. Là vậy sao? Chương trình giải cứu trẻ em. Thôi đi, lỡ không phải như vậy thì sao? Với tính cách của Ân Hôi thì... mà khoan đã. Trời ơi, mình đúng là đồ ngốc quá mà. Thì ra những thứ đó sẽ được gửi tới châu Phi, mà mình lại làm dơ hết rồi. Công nhận thời tiết hôm nay đẹp quá ha. Phải rồi, anh Huy nè, bạn có muốn ăn bánh với mình xong rồi mới vô lớp không? Mình xin lỗi, bây giờ mình có việc phải làm rồi. Bạn đi trước đi ha. Anh Huy à, bạn đi đâu vậy? Tất cả là tại cha đâu. Nếu mình không phải là quản lý của dự án của trường thì... Gì đây, chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã làm những cái này vậy ta? Cô bé, con định làm gì với cái xẻng đó vậy? Chú ơi chú, cho con hỏi, chú có biết ai đã trồng những bông hoa này không vậy hả chú? À, cái này sao? Hồi nãy có một cô bé chạy đến đây và hì hục trồng tất cả đó. Chú cũng muốn giúp một tay, nhưng bạn ấy lại không đồng ý. Bạn đó là ai vậy hả chú? À, đó là một cô bé cột tóc kiểu giống như gắn hai cái bánh vòng trên đầu đó. Hả? Cột tóc giống hai cái bánh vòng ở trên đầu? Sao mà giống cha đu quá vậy? Không, không thể nào. Trong trường có rất nhiều bạn học nhìn na ná nhau mà. Mình nghĩ người đó có thể học ở lớp 2 hoặc là học lớp 3. Không thể như vậy được. Trời ơi, sao lại không ai cột tóc hình giống hai cái bánh vòng chứ? Chủ đề của chúng ta là kể và nói để các em vẽ bạn của mình. Các em đã làm xong chưa? Tranh sẽ được treo ở đây đến hết tháng sau. Các em hãy thưởng thức nha. Cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ y như vậy. Nhưng biết đâu bạn thực sự có điểm tốt nào đó mà mình đã bỏ qua hoặc chưa tìm thấy thì sao? Đúng không nè?